Nguyên nhân khiến loa karaoke trong dàn loa gia đình bị hỏng. Một, bạn hay để micro bị hú, rú rít, như vậy nghĩa là loa karaoke của bạn đang bị tổn thương nặng nề. Bạn đừng nghĩ đó là điều bình thường. Thực chất mic càng hú nhiều thì loa càng nhanh chóng bị hỏng. 2. Chia crossover không thích hợp. Crossover mà bạn chia cho tần số mic và treble quá thấp hoặc amply tải loa treble quá lớn dẫn tới hiện tượng dễ hỏng. Bạn lưu ý, trước khi chia crossover bạn phải luôn kiểm tra thông số kỹ thuật của loa để đảm bảo độ bền của loa. 3. Sử dụng EQ quá mức. Một số người khi sử dụng vẫn để EQ hình chữ V, điều này không hề có lợi mà ngược lại dễ làm hỏng loa. Bạn nên biết khi bạn tăng treble và bass nhưng vẫn giảm mic thì hệ thống loa của bạn sẽ bị quá tải ở phần mic, nhưng thực tế lại không đủ âm lượng bạn cần. Bạn nên hiểu rõ rằng EQ phần nhiều dùng để cắt những gì dư thừa, chứ không phải để bạn tăng những gì thiếu hụt. Chẳng hạn, bạn muốn tăng treble nhiều hơn bạn phải giảm bass thay vì tăng treble và ngược lại, bạn muốn tăng bass chỉ cần giảm treble thay vì tăng bass. 4. Sử dụng không đúng compresso, limiter, chức năng này dùng để bảo vệ loa. Tuy nhiên nếu dùng không đúng chức năng cũng dẫn tới hỏng loa. 5. Không đủ hydrodrome, không đủ khoảng dự trữ âm thanh cần thiết, nếu một amply phải kéo quá nhiều loa hoặc luôn bị quá tải cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc hỏng loa. 6. Thường xuyên có tiếng nổ lớn đột ngột, nguyên nhân này do cách sử dụng không theo trình tự của bạn. Bạn phải tuân thủ nguyên tắc mở từ trên, còn khi tắt thì từ dưới lên trên. Khi mở, bạn mở power cuối cùng. Khi tắt thì tắt power đầu tiên. Tránh rút rắc cắm hay làm rơi mic sẽ gây ra âm thanh lớn làm loa karaoke của bạn càng dễ hỏng. 7. Tín hiệu miser và bộ effect, EQ bị quá tải trước khi xuống power, bạn phải chỉnh lại gain. Gain là gì? Nút chỉnh tăng độ lợi, khuếch đại tín hiệu, tiếp tục sử dụng loa karaoke khi đang hỏng dẫn tới cháy loa.